Thưa quý vị, thường các loại đạm có nguồn gốc động vật sẽ có giá trị dinh dưỡng cao hơn thực vật. Tuy nhiên, các sản phẩm từ đạm thực vật đang ngày càng phổ biến và được nhiều người đưa vào chế độ ăn uống của mình. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ngọc Lan, phòng khám tư vấn dinh dưỡng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 cho biết, chất đạm hay còn gọi là protein là một chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với cơ thể, cũng như tham gia vào cấu trúc cơ thể, tổng hợp các yếu tố miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể, các nội tiết tố, các chất dẫn truyền thần kinh. Đạm có nhiều trong thức ăn có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa và thức ăn có nguồn gốc từ thực vật như là đậu, đỗ, lạc vừng, gạo. Bác sĩ Ngọc Lan phân tích, nếu thiếu đạm sẽ gây giảm khả năng bảo vệ cơ thể, ảnh hưởng lên hệ thống thần kinh, làm thay đổi hình thái xương. Ngược lại, nếu sử dụng chất đạm vượt quá nhu cầu cơ thể sẽ dẫn đến một số nguy cơ như làm gan, thận tăng hoạt động, làm tăng tốc độ lão hóa các cơ quan này, gây tăng ô rê máu, biến ăn, nguy cơ gây còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người cao tuổi. Nhu cầu đạm ở người trưởng thành phụ thuộc vào tuổi, tình trạng cơ thể, chất lượng đạm, nguồn gốc đạm động vật hay thực vật. Nhu cầu đạm khuyến nghị cho người trưởng thành tối thiểu là 1,25 gram trên 1 kg cân nặng một ngày, khoảng 30% từ nguồn đạm động vật. Thường các loại đạm có nguồn gốc động vật sẽ có giá trị dinh dưỡng cao hơn thực vật. Tuy nhiên, các sản phẩm từ đạm thực vật đang ngày càng phổ biến. Lợi ích của đạm thực vật đối với sức khỏe lâu dài và các bệnh mãn tính là chủ đề thịnh hành trong những năm gần đây. Đạm thực vật được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và chức năng cơ thể. Nhiều báo cáo cho thấy lợi ích của đạm thực vật trên sức khỏe tim mạch, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường, ung thư, chức năng thận, khối lượng cơ nạc và sức mạnh cơ bắp, cũng như tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nói chung. Bác sĩ Lan chia sẻ, hiện nay việc so sánh lợi ích sức khỏe ưu việt của đạm thực vật so với động vật về mặt khoa học vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người dùng nên chú trọng xem xét về giá trị dinh dưỡng của chế độ ăn kết hợp với các thói quen ăn uống lành mạnh. Có thể lựa chọn chế độ ăn dựa trên thực vật với nguồn cung đạm chủ yếu từ thực vật. Tuy nhiên, cần nhận thức được sự khác nhau về giá trị dinh dưỡng của các nguồn đạm này, từ đó có sự chú trọng nhằm đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nên ăn đa dạng chủng loại, phối hợp càng nhiều loại với nhau càng tốt, và các loại thức ăn nên được ăn cùng lúc với nhau hoặc thời gian ăn cách nhau không quá xa để thuận lợi cho quá trình tổng hợp đạm trong cơ thể.